Trong số 46 người, có tới 37 người hoàn toàn khỏi bệnh. Họ đã khỏi hoàn toàn, không còn để lại dấu vết gì. Những người còn lại chưa khỏi, nhưng họ không muốn phẫu thuật. Họ đợi các buổi chữa tiếp theo của bác sĩ, hy vọng sẽ tránh phải mổ. Ở chỗ chúng tôi, sau các buổi chữa của Anatoly Mikhailovich, rất ít phải phẫu thuật. Chính bác sĩ với các buổi chữa thôi miên qua truyền hình đã khiến bệnh nhân không muốn trải qua phẫu thuật dùng thuốc mê nữa. Họ rất muốn được phẫu thuật kèm theo thôi miên để không cảm thấy đau. Ở Ukraine đã tiến hành trên 800 ca phẫu thuật kèm thôi miên để người mổ không cảm thấy đau. Đây là một vài thông tin khác. Chúng ta đã nhận thấy cơ thể con người rất kỳ diệu. Và nếu ta biết cách, cái chính là biết cách tác động vào nó, thì sẽ có những kết quả đáng kinh ngạc. Còn đây là vấn đề cũng làm nhiều người khổ sở. Đây là một bức điện tôi nhận từ tỉnh Voronezh. Con tôi bị bệnh viêm nghẽn tĩnh mạch, đã phải chuẩn bị mổ. Bây giờ đã khỏi sau 3 buổi chữa. Trong thời gian buổi chữa hoàn toàn tách biệt với xung quanh. Bản thân tôi bị bệnh dạ dày đã 20 năm nay, bây giờ tôi ăn uống rất tốt. Hết sức cảm ơn bác sĩ. Bệnh viêm nhãn tĩnh mạch đó là một bệnh rất hiểm nghèo. Còn đây là một tin khác. Tôi bị giãn mạch máu và bị bệnh trĩ đã 25 năm nay. Sau khi xem truyền hình, tôi đã khỏi. Vẫn còn huyết áp thấp. Các bạn thấy đấy, không phải mọi bệnh tật đều mau chóng khỏi. Còn đây là thông báo khác từ vùng duyên hải gửi về. Tôi đã khỏi sơ mạch máu. Một chiếc mụn to đã biến mất. Tôi 29 tuổi. Từ Ufa, một người 28 tuổi thông báo cũng đã khỏi bệnh giãn tĩnh mạch ở cả hai chân. Sau hai buổi chữa đã khỏi tới 80%. Khỏi giãn mạch máu ở khu vực mắt cá chân, một khối u cũng biến mất, sức khỏe tốt lên. Bà Filatova, một nữ viên chức đã về hưu, viết: sau các buổi chữa của bác sĩ, sức khỏe tôi tốt lên. Các vết sẹo lành lại. Cháu gái và con rể cũng khỏi bệnh. Đề nghị tiếp tục cách chữa bệnh này. Tôi muốn nói thêm với các bạn về bệnh viêm nhãn tĩnh mạch, vì đây là một căn bệnh rất khó chữa. Có một bác sĩ viết: thưa đồng nghiệp, sau buổi chữa thứ ba, tôi đã khỏi sơ động mạch. Thị lực đã phục hồi. Hết sức cảm ơn. Mong tiếp tục chữa các bệnh về khớp. Đó là thư từ Khabarovsk. Thành phố Khabarovsk ở rất xa. Thế mà ở đó người ta đã khôi phục được thị lực sau buổi chữa và đã khỏi bệnh sơ giãn động mạch, là bệnh xưa nay hầu như không thể chữa được. Còn ai trong số các bạn ở đây có thể kể về các trường hợp bất thường nào đó của mình? Có không? Nếu có thì xin mời. Tôi xin nói. Nhưng mà tôi nhận thấy thị lực của bà có lẽ vẫn chưa khôi phục được. Tạm thời thì chưa, nhưng tôi đã khỏi đau đầu. Tôi bị đau đầu từ sau chiến tranh. Tôi đã về hưu. Tôi là người tham gia chiến tranh vệ quốc. Vậy tôi đã chữa được những bệnh gì? Tôi xin kể ra đây. Tôi đã khỏi đau đầu. Là bệnh tôi mắc từ sau chiến tranh, do quá sức. Tôi còn bị huyết áp thấp. Năm 73 tôi bị bọn lưu manh hành hung. Do đó tôi bị chấn thương và mắc bệnh huyết áp thấp. Đó là hậu quả
của chấn thương sọ não, chấn thương xương hông. Ngoài ra tôi còn bị thương ở chân trái. Đã 4 năm nay thận của tôi ngừng hoạt động, tôi bị phủ thủng. Nhưng tất cả đều đã qua khỏi. Cái váy hôm nay tôi mặc, suốt 4 năm qua tôi không mặc nổi, vì nó hẹp hơn tới 20 cm. Đó là do tôi bị phù. Chỉ còn tay trái của tôi bây giờ có tật. Tôi cũng muốn nó trở lại bình thường. Mong bác sĩ giúp cho. Tất cả là do truyền hình. Vâng, qua truyền hình độ 5-6 lần. Hôm nay tôi dự buổi truyền hình trực tiếp này là lần đầu tiên. Anatoly Mikhailovich, nghệ sĩ nhân dân nước Cộng hòa Liên bang Nga Iosif Mikhailovsky từ thành phố Tula nhờ gửi đến tặng bác sĩ bó hoa này. Và nhờ nói bác sĩ rằng ông từng bị bệnh ở chân không thể nào chữa khỏi, dù nhiều người đã giúp ông. Sau 2 buổi chữa của bác sĩ, nghệ sĩ đã đi lại được. Ông tự đi bộ qua 4 dãy phố đến nơi làm việc và lại đi về nhà. Bản thân ông rất ngạc nhiên là sau buổi tối chữa bệnh, sáng hôm sau đã thức dậy đi làm bình thường. Đó là một điều kỳ diệu đối với ông. Nghệ sĩ nhờ chuyển hoa và lời cảm ơn sâu sắc nhất. Về bệnh đái đường là bệnh khiến nhiều người quan tâm. Sau 2 buổi chữa qua truyền hình, tôi đã khỏi bệnh đái đường. Đã nhiều năm, tôi mắc bệnh đái đường. Bây giờ, tôi đã khỏi. Hết sức cảm ơn. Tôi đã 92 tuổi. Xin các bạn lưu ý cho 92 tuổi. Tôi mắc bệnh đái đường. Bây giờ đã bình thường. Nhiều bệnh khác cũng khỏi. Nếu cần, tôi có thể tới hội trường để kể cho mọi người nghe về tác dụng chữa bệnh đối với tôi. Tôi thật hạnh phúc. Olga Sergeyevna, thư từ Magadan. Sau 2 buổi chữa, bệnh đái đường đã khỏi. Tôi có bà bạn gái, có vết mổ cũng lành. Ai không thích thì cứ việc tắt TV đi khi chuyển các buổi chữa bệnh. Đó là thư của cựu chiến binh Alexeyev. Tôi cũng nghĩ như vậy, ai không muốn xin thì đi xem đá bóng. Còn bây giờ về vấn đề những vết loét. Bởi vì vấn đề vết loét, nó gắn liền với các bệnh về khớp. Một bác sĩ phẫu thuật nói với tôi rằng ông thấy trong thời gian chiến tranh ở một số bệnh nhân, những vết loét tự biến đi. Tôi đang chuẩn bị để qua phẫu thuật. Các vết loét, tôi xem các buổi chữa bệnh và vết loét biến mất. Cháu tôi 4 tháng tuổi, nó đã khỏi loét ở bẹn. Tôi khỏi trĩ đã mắc suốt 30 năm nay. Tất cả là do xem 3 buổi chữa bệnh qua truyền hình. Vết loét có từ 13 năm nay đã biến mất. Sẹo từ khi mổ vì đẻ khó cũng đã lành. Đã khỏi tật dị ứng với hóa chất. Có một cây u từ lâu nay đã biến mất. Thị lực 100%, không còn đau thần kinh tọa nữa. Tôi 41 tuổi. Nhờ bác sĩ mà tôi trở nên cân đối, khỏe mạnh, xinh đẹp. Mời bác sĩ đến chơi Kazakhstan. Chúng ta chỉ có thể đọc qua loa vội vàng. Có nhiều cứ liệu chứng tỏ nhiều vết mổ ở tim lành lại sau buổi thôi miên trực tiếp. Bây giờ tôi nhận được thông báo là các vết đó biến mất ngay cả khi xem các buổi chữa qua truyền hình. Sau buổi chữa thứ 3, các vết mổ ở tim sau phẫu thuật mở van tim nay đã lành. Bây giờ tôi không phải qua phẫu thuật lần thứ 2 nữa. Xin cảm ơn. Những vết sẹo ở tim từng có 10 năm nay, bây giờ đã lành. Có điện tâm đồ chứng minh điều đó. Tôi vẫn bị bệnh dị ứng và sơ mạch máu, đề nghị mỗi tuần có một buổi chữa. Dẫu sao cũng là những tin thú vị. Còn về vấn đề các vết sẹo, thì trong tay tôi có cả một chồng thư như thế này. Thật vui mừng khi nhận được số lượng thư lớn như vậy. Thậm chí nếu như trong tương lai không còn nội khoa tâm lý nữa. Số lượng người trong thời gian qua khỏi được bệnh thật là lớn. Mà đây chỉ là những người muốn viết thư thôi. Còn bao người khác không quen viết thư, không quen gửi điện, nhưng họ cũng khỏi bệnh.
Sau 5 buổi chữa bệnh, các vết sẹo do mổ từ 50 năm nay cũng đã biến mất. Cả các nốt ruồi cũng biến mất. Sau khi xem các buổi chữa, bệnh sỏi mật đã biến mất, các ngón tay sau khi mổ cảm nhận kém, sau buổi chữa đã lành sẹo và tay cũng bình thường. Tôi xin hết sức cảm ơn. Tôi 60 tuổi, nặng 115 kg. Sau các buổi chữa đã khỏi đau chân và đã thấy người nhẹ nhõm hơn. Tôi gầy đi và khỏe hơn, thở không còn nặng nhọc như trước. Tôi đã nói rằng có những vết sẹo có từ 63 năm cũng biến mất. Bây giờ ta phải xem có gì đặc biệt hơn không. Đây là tin về vết sẹo do bỏng biến mất. Sẹo đã có từ 40 năm trước. Từ thời chiến tranh, sau hai lần mổ do đẻ khó, đã lành. Đây là điều không thể bịa ra được. Trong y học trước đây chưa từng có chuyện các vết sẹo tự biến mất, chúng có mất hỏi chăng cũng do cấy ra hoặc phẫu thuật. Tôi 45 tuổi, các vết sẹo lành lại. Bệnh tháo cũng khỏi, đề nghị bác sĩ hướng tới việc khỏi bệnh nghiện thuốc lá. Xin cố gắng chữa bệnh nghiện thuốc lá. U ở ngực đã biến mất. Xương thừa hai ngón tay vẫn còn nguyên chưa thay đổi. Vân vân và vân vân. Không thể đọc hết các bức điện được. Nhưng mà có vài bức điện rất vui, có thể giải tỏa tinh thần cho chúng ta sau những phút căng thẳng vừa qua. Bé Nadia mới 4 tuổi chạy tới máy thu hình và kêu to: "Bác Anatoly Mikhailovich ơi, vết sẹo thì biến mất rồi, nhưng trong bụng cháu có cái đồng hồ báo thức nó cứ chạy." Thưa bác sĩ khuyên đàn ông phải ngồi nhà, vậy thì giải quyết vấn đề phụ nữ cô đơn như thế nào? Tôi nghĩ rằng vấn đề những phụ nữ cô đơn phải được những người đàn ông cô đơn giải quyết. Đề nghị bác sĩ giúp cho phụ nữ có được dáng vẻ kiều diễm. Đề nghị bác sĩ giúp cho các cầu thủ của đội bóng đá người trồng bông của Tashkent đừng có sút bóng ra ngoài khung thành. Các vết sẹo không chịu lành, tôi ăn khỏe như voi, ở chỗ sẹo bây giờ lại có lông tơ. Đề nghị bác sĩ tăng tác động của các buổi chữa. Xin bác sĩ hãy thuyết phục phụ nữ, đừng để cho con cái bơ vơ, chú mẹ chúng cháu đau khổ. Em có biết đọc không? Em chỉ biết đọc sách thôi. Thế tên em là gì? Roma. Thế em muốn gì ở Roma? Em nói đi nào. Em có muốn thành cầu thủ bóng đá không? Sao? Em có muốn thành cầu thủ không? Em chưa học thành cầu thủ được. Thế em có biết chạy không nào? Chạy ấy mà. Cậu bé này cũng có vấn đề, nó gắn liền với việc cậu không thể chạy nhảy được. Vì thế nên tôi muốn ám thị theo chiều hướng đó. Thế em có muốn nói gì nữa không? Hay là có điều em không muốn nói? Thôi được, em về chỗ đi. Tôi muốn lợi dụng sự có mặt của nhà nội khoa tâm lý nổi tiếng Rajkov, là người có mặt trong phòng này. Tôi muốn nhường lời cho bác sĩ nếu như bác sĩ muốn nói đôi lời. Tôi muốn nghe vài lời của bác sĩ.
Đã có lúc bác sĩ là người phản bác lại tôi. Tôi còn nhớ bài báo thôi miên bất thành của bác sĩ. Nhưng bây giờ tôi và bác sĩ Raikov hoàn toàn hiểu nhau, cùng chung chí hướng. Tôi muốn nghe bác sĩ nói vài lời. Xin mời bác sĩ. Vâng, tôi rất hài lòng là có dịp phát biểu tại đây. Đúng là có chuyện bài báo đó. Khi viết nó, tôi thật sự tin rằng những điều mình viết là đúng. Nhưng khi tôi có dịp gần gũi hơn với Anatoly Mikhailovich, tôi hiểu rằng đó là người có khát vọng lớn lao, muốn thực sự giúp đỡ mọi người, và đồng thời lại có năng lực làm điều này. Vì rằng không phải ai muốn giúp cũng có năng lực để giúp đỡ thực sự. Bây giờ tôi hoàn toàn ủng hộ Anatoly Mikhailovich. Dĩ nhiên, tôi hơi có chút ngượng ngùng về bài báo của mình, nhưng bây giờ quan hệ của chúng tôi đã được khôi phục trọn vẹn. Tôi muốn nói rằng Anatoly Mikhailovich đã có những phát minh hoàn toàn mới trong lĩnh vực nội khoa tâm lý. Điều đó thật tốt đẹp đối với những nhà bác học của đất nước chúng ta. Bởi lẽ trước đây, người ta nói nhiều về chuyện không thể thay đổi cơ chế tâm thần của con người. Nhưng giờ đây, rõ ràng đã mở ra những khả năng thực tế hết sức khác thường của nội khoa tâm lý. Đây là điều chưa từng có trong thực tế y học của thế giới, và đặc biệt là ở nước ta, vì ngành nội khoa tâm lý của nước ta xưa nay vốn yếu ớt. Cho nên tôi chỉ có thể chúc mừng Anatoly Mikhailovich, ủng hộ các khởi xướng của ông. Chúng tôi đã thành lập Hiệp hội Nội khoa tâm lý, và bác sĩ Anatoly Mikhailovich đây là một trong những người lãnh đạo. Chúng tôi có thể làm được nhiều hơn.